Kèo cho sau đến từ Morgan và quyết định của anh ta làm con cơm mưu để đối đầu với chất tướng Na của King Gun, một chất tướng mà thi đấu an toàn đến từ King Gun ở cánh trên, và đây sẽ là kèo mà Morgan sẽ cần phải làm nhiều thứ hơn. Nhưng áp lực đến từ Morgan ở một cái đường cánh nếu như anh ta có một cái thế trận xanh sao trước con Na kia của King Gun là hoàn toàn có nha. Và đây sẽ là tôi nghĩ rằng đây cũng có thể sẽ là một điều kiện thắng mà MT có thể xoay nếu như anh ta không dồn được tài nguyên tốt xuống cánh dưới dành cho cái điều kiện thắng cơ bản đến từ bên phía của Brion, đó là Saya và Aini của Heina và Effort, để có thể hướng tới việc kết thúc ván đấu nữa. Họ đã có những cơ sở để làm điều đó. Hamgolive đang sở hữu một đội hình có tính chất đi đường không phải quá mạnh với Kassadin cùng với Na ở đường đơn. Đây đều là những đường đơn dễ bị khai thác khi mà Sejuani có thể kết hợp cùng với Kermil để có những pha ganh sớm, hoặc là kết hợp với một Azir cấp độ 6 để băng lên với nhiều khống chế hơn. Họ hoàn toàn có những cơ sở để đánh thắng bên phía của Hamgolive Sport ở khâu đi đường, và để xem liệu rằng Brion có đủ sức để làm điều đó hay không. Chúng ta cùng đến ngay với ván đấu đầu tiên trong cặp trận BO3 giữa Hamgolive Sport và Fnatic trong khuôn khổ LCK mùa xuân năm 2023 trên kênh 6 của LCK tiếng Việt. Hiệp đấu thứ 53 của LCK mùa xuân, và rất hy vọng các bạn để lại thêm những lượt like và subscribe cho kênh YouTube của LCK cũng như là các lượt phát sóng khác ở trên fanpage và ở cả GG Live nữa. Và đây sẽ là tình huống di chuyển luôn đến từ Effort với việc là anh ta có được cho mình cú lăm choáng đến từ Aini. Có một cái update nhỏ nhỏ, những cái phiên bản mới gần đây là Aini không cần phải tích số như ở trong những cái phiên bản trước nữa để có thể có được cú làm choáng ngay từ trong giai đoạn ban đầu. Khi mà vừa mới bắt đầu game đấu thì Aini đã sở hữu cái cú làm choáng này rồi để tăng thêm cái áp lực ở trong giai đoạn đầu. Chưa phải là một cấp độ MMT có thể có những pha phát động tấn công tầm xa, và V của Clip đã có mặt tại đây. Mỗi bên chia nhau một chút chỉ số ca vất rừng ở tình huống vừa rồi. Zeka bị xỉa cực kỳ đau và anh ta đã nhấn luôn cho mình cú hồi máu sách phép để có thể tiết là hồi máu đứng lại đợt lính này có cấp độ 7. Và sau đó là một tiếng có lẽ sẽ cần phải về nhà để phục hồi. Đây là một cái đấu mà vẫn phải có lời khen dành cho các đường đơn bên phía của Hamgolive, là họ đang xử lý chất tướng không hề thua kém gì so với Brion cả. Và đó là một tiền đề để họ có thể kéo dài ván thi đấu này. Tất cả những vị trí của Hamgolive đều đang không bị chịu sự chênh lệch trừ khu vực rừng. Khu vực rừng có lẽ là khu vực mà MT là người có được chỉ số farm tốt nhất. Và anh ta đang muốn tận dụng lợi thế của việc Kairit đã đẩy lui được Zeka ra để có được con rồng này. Những con rồng này thì Clip vẫn đang gầm ghè, và đó là con rồng thuộc về trong cú trừng phạt đến TMT. Heina cùng với F vào khu đường dưới đang là những người cực kỳ yếu máu và bắt đầu có chênh lệch giữa hai xạ thủ. Annie của F cũng đã di chuyển chủ động cho tình huống vừa rồi với triệu hồi tipper, nhưng pha di chuyển của anh ta nó chưa thu lại được gì nhiều cả, và thậm chí đây là tình huống mà bên phía của Hamgolive đã đầu tư con sứ giả tại khu đường giữa nhằm chiếm quyền kiểm soát ở tại khu sông dưới, nơi mà con rồng nguyên tố tiếp theo chuẩn bị xuất hiện. Họ đang có được một thế đẩy tốt với con sứ giả này, nhưng Brion cũng đang có những phương án đáp trả. Cụ thể thì Karis đã về và anh ta đã có đồ thần thoại rồi nha. Đây là người có đồ thần thoại chung với xạ thủ của Brion, đó chính là Heina. Và lượng trang bị lúc này mang ra của cả Heina lẫn cả Karis đủ để bên phía của Brion có thể hướng tới những tình huống giao tranh. Zeka cấp độ 10 chưa phải là một cấp độ mà các Kassadin có khả năng giao tranh được. Và chưa kể lượng trang bị hiện tại trên người của Zeka nó cũng đang là một lượng trang bị cực kỳ hạn chế để có thể giao tranh. Nên tôi nghĩ rằng việc tu bỏ một con rồng nữa là điều cần thiết đối với Hamgolive. Khi mà bạn pick Kassadin thì đây sẽ là điều mà bạn cần phải làm, đó chính là buông bỏ hai mục tiêu lớn trên bản đồ. Nhưng thậm chí Clip anh ta vẫn làm tốt với tình huống kiểm soát cho mình sứ giả đầu tiên của ván đấu. Nó khiến cho cái pha bỏ rồng này thực ra thì Hamgolive Sport hoàn toàn có thể chấp nhận được. Họ sẽ có thêm stack trụ dành cho King Gun, họ sẽ có thêm khoảng trống để farm dành cho Zeka. Với một con Kassadin vẫn cần phải tích tụ sức mạnh. Vâng, và liên tục là những tình huống mà Zeka cần phải di chuyển về. Và cái trụ của anh ta hiện tại vẫn đang là cái trụ tương đối báo động rồi. Khu vực đường trên đang là pha di chuyển của MT, anh ta muốn tấn công nhưng lại đi qua tầm nhìn của Kingen. Một ván thi đấu mà Kingen đã có những pha cắm mắt cực kỳ hiệu quả để tránh đi những áp lực đến từ cặp đôi Sejuani cùng với Kermil. Đây là cặp đôi có khả năng kết hợp với nhau cực kỳ tốt. Nhưng tại khu đường giữa thì Karis bị tấn công, anh ta tung chiêu cuối và đang cố gắng rút lui nhưng tốc biến lên chiêu cuối vào đến từ Clip, có một băng cover sát thương khá nhiều đến từ Clip cùng với Zeka, và đó là ba hàng cục chiến công đầu dành cho người chơi rừng của Hamgolive. Thậm chí cái pha đó tôi nghĩ rằng nó đã có cơ hội khi mà Zeka anh ta dùng cái hư vô pháp vào đợt lính, hoàn toàn có thể là bô la băng, hoàn toàn có thể là tối hậu thư được trồng vào đến từ Morgan và thêm cả đối với Bóc Phi Thân nữa để họ thử. Nhưng quyết định là không thử, không tốn tài nguyên đến từ bên phía của Brion. Họ đang muốn tới một cái mục tiêu nó an toàn hơn và nó trực diện hơn, nó trực quan hơn, đó là con rồng nguyên tố thứ ba của bản đấu. Tốc biến thả gấu đến từ vị trí của anh ấy trồng hiệu ứng vào kinh gần lá mục tiêu và anh ta biến mất khỏi bản đồ, không kịp bù ớ gì cả đến từ người trên đường trên bên phía Hoàng Wise. Lợi thế hơn người nhưng Morgan cũng đã bị tấn công tương tự, anh ta nằm xuống dưới sức sát thương đến từ Clip và Viper.
Điểm mạng khung thứ hai dành cho Hang Glide Sport, và đó là mạng thứ hai dành cho Blizzard của họ. Một pha giao tranh mà Hang Glide đã nhanh chóng bắt lẻ được Morgan để hướng tới một tình huống cân bằng lợi thế trên tập bản đồ. JK có khoảng trống tại khu vực đường dưới và JK đã mang lại một cái trụ cho bên phía của Hang Glide, đó chính là trụ một tập bản đồ với lượng tiền chảy vào túi của anh ta. Anh ta đã cấp độ 13 và bắt đầu di chuyển ra khu vực giữa trong thế 4-4. Thế 4-4 này Brion còn tài nguyên, đó chính là phần chi thiên hạ của Karis và cả bão tố nổi dậy của Henna. Nhưng nhìn sang bên phía bên kia thì Hang Glide vẫn còn những cơ sở để đánh với Kingan trở lại bằng dịch chuyển. Và lần này khác biệt là Kingan đã có cho mình giày thủy ngân. Ở tình huống trước đó thì Kingan không có giày thủy ngân và anh ta bị sốc sát thương và bị làm choáng tới mức không tỉnh nổi. Nhưng pha này bản có thể sẽ khác, đó là cú dịch chuyển trở lại đến từ Morgan cùng với tối hậu thư chưa kịp hồi lại. Kingan sắp có na khổng lồ, còn JK đã áp lực tiến sau đối phương với Cassidy cấp độ 13. Kingan chuẩn bị hóa na khổng lồ, đây sẽ là tình huống giao tranh mà Kingan còn nguyên tài nguyên, anh ta không tiêu tốn tài nguyên trong pha này. Anh ta lao vào chiều cuối hất văng Karis, bay thẳng vào đến từ JK follow up. Mạng thứ 3 dành cho Clint, và đây có thể sẽ là tan vỡ, nhưng Henna đang có góc để có thể gây sát thương. Anh ta đang giải lông trên đường và bắt buộc Hang Glide Sport phải rút lui. Họ tiến tới mục tiêu rồng, họ ăn được rồng với cú trừng phạt rất tin đến từ Clint. Họ đáp trả lại một tình huống chiều cuối, và vị trí của Henna có khổng lồ hóa hiệu ứng quá nhiều, Henna tốc biến không kịp, anh ta lên bảng điểm số. Mạng thứ 4 dành cho bên phía của Hang Glide Sport, có thể sẽ là thứ 5 khi Viper đang free shot. Bắt buộc Brion phải rút lui với tốc biến đến từ Morgan, và họ sẽ rút lui về được nhưng mất rồng và có thêm mạng dành cho Hang Glide. Nói gì thì nói, Clint có thể có phong độ phập phù ở trong ván này ván kia, nhưng về trừng phạt thì anh ta vẫn luôn là người chơi đi rừng có khả năng trừng phạt cực kỳ ấn tượng. Chỉ cần có cho JK thêm một cái đồng hồ nhỏ thôi, tôi nghĩ là khả năng băng vào của anh ta sẽ là áp lực rất lớn dành cho các carry bên phía của Brion. Họ đang muốn tấn công ra khu đường giữa, nhưng khi gần ở na tí nị, có Clint ở đây để hỗ trợ và làm choáng tới từ âm ti, nhưng anh ta đang tìm cách để rút lui. Tả Sư có đột đầu tư thẳng vào tiến trước đối phương là một con Sejuani. Âm ti tốc biến tung bola, nhưng cú dịch chuyển đến Karis là hơi trễ. Pha phản công đến từ bên phía của Brion, nhưng nó có vẻ diễn ra theo chiều hướng là họ đang phải tháo chạy chứ không phải là phản công nữa. Karis đã bắt buộc phải đi bộ về, vì đó là tình huống mà JK cũng đã có mặt tại khu vực cánh dưới. Đồng ý, đi đường thì anh ta cũng thua so với lại Jerry của Viper, và ở thời điểm hiện tại thì khả năng gây sát thương và khả năng sinh tồn giao tranh với một cái bão tố nổi dậy có vẻ như là không đủ dành cho xạ thủ bên phía của Brion. Đây sẽ là pha lén rồng đến từ Brion, nhưng phát hiện ra rồi. Rõ ràng Hang Glide Sport biết thời gian ra rồng ra và họ đang tiến thẳng ra khu vực này. Clint sẵn sàng thì muốn tranh cướp trừng phạt, và nếu như nói về khoản trừng phạt thì Clint rất tín. Anh ta không cướp được rồng nhưng băng thẳng vào, dùng luôn chiêu cuối vào thẳng vị trí của Kermil trong tay Morgan. Và đầu tàu bên phía của Brion nằm xuống, đồng nghĩa với việc bốn người còn lại chỉ có thể cắm mặt cắm cổ chạy với Kingan đang tích nổ. Anh ta chuẩn bị chuyển dạng, anh ta sẽ rất mạnh trong pha này, và rõ ràng là Brion chỉ có thể tháo lui mà thôi. Baron sẽ là mục tiêu hướng tới đến từ bên phía của Hang Glide Sport sau bù lại rồng mà họ chưa có được với tình huống trừng phạt tín đến từ Amti vừa rồi. Nhưng để xem pha này thì thế 4-5 sẽ được bên phía của Brion hóa giải như thế nào đây. Cú dịch chuyển trở lại tới từ Kingan ở nan tí nị, người đang chống chịu sát thương cho Baron đó chính là Viper, và đó là một tình huống tốc biến vào thả gấu. Họ nhắm tới Viper trên tuyến tấn công này nhưng không ai theo Efron cả. Bây giờ thì tốc biến không còn, Efron chạy kiểu gì trước các sân cận độ 16 của JK đây. JK bơi thẳng vào ép Henna lùi ra. Karis lao vào 1v3, anh ta đổi mạng thành công với hỗ trợ đối phương. Còn bên phía bên này thì JK nhảy từng người một, và đó là một tiếng âm ti không có đủ sát thương để hai người chơi đứng giữa đối phương. JK vẫn có thể rút ra với một cắt 16 và anh ta vẫn còn một chấm máu để rút lùi. Và đá e rất tốt, tung trục với vào tới tìm Morgan thanh tẩy. Và Viper không giải quyết được vấn đề với một cái tối hậu thư đến từ Kermil. Pha giao tranh diễn ra và Brion tạm thời ngắt thành công cú Baron của Hang Glide và có được con rồng trước đó với pha trực phá xuất sắc của MT. Rất đen. Phải nói rất đen dành cho Kingan. Anh ta nhún nhảy. Anh ta tốc biến đi và sau đó thì anh ta quay ngược trở lại và dính bola băng cũng như lên bảng điểm số với một cái trụ nó cũng chưa được hạ gục bởi những con lính nhỏ nữa. À, là một sai lầm mà tôi đáng tiếc đến từ Kingan. Tôi nghĩ rằng có linh hồn rồng sẽ giúp cho bên phía của Brion một phần nào đó cho những pha team fight, bởi vì họ đang thực sự bị đuối thế hơn về mặt chất tướng dạng này so với những gì bên phía của Hang Glide đang có. Không còn tốc biến, Efron đang di chuyển lang thang và bị bắt lại bởi Cassidy của JK rồi. JK vẫn kịp lao lên trước khi anh ta bị làm choáng và kết giữ được hỗ trợ đối phương. Một góc nhỏ hẹp và Brion không có những phương án để đáp trả trước những pha can lên lúc này của Hang Glide. Clint cùng với JK họ vào một cách tương đối thoáng tay và không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Mục tiêu được chọn là một con Annie mỏng manh yếu đuối của Efron, và lợi thế về người tiếp tục đến bên phía của Hang Glide triển khai tại Baron. Đào Na khổng lồ hất một người vào tường, dồn sát thương một người đó luôn. Đó là Amti, nhưng Amti khá trâu trong pha này. Vẫn là Baron được triển khai đến từ bên phía của Hang Glide Sport. Họ đang giữ Baron ở khoảng tầm 4.000 máu. Sẵn sàng với việc là Amti có tốc biến, có trừng phạt. Người ta không có chiêu cuối, ta băng thẳng và không cướp được Baron. Amti kẹt lại, Amti tốc biến qua phía bên kia bật tướng, nhưng ZK lao theo với hư vụ pháp của con Cassidy cấp độ 17. Ta nhảy liên tục
mạng danh cho Zeka và Blanchi có thể tháo chạy trong pha lần này mà thôi. Hiệu họ có làm được điều đó hay không? Tiếp tục nhảy qua tường vẽ xuất hư không, làm chậm thành công Morgan, ép luôn tốc biến đến từ đường trên bên phía của Bion. Và đó là quả Baron giúp cho bên phía Hàng Quang Sport có thể thậm chí nghĩ đến chuyện kết thúc ván thi đấu này. Vì cắt sơ linh của Zeka sau Baron anh ta lại đến cấp độ 18 rồi. 504 KDA, 4 lần lượng trang bị lớn, giày thì giày 2 và đồng hồ cát thì sẵn sàng. Việc mà cắt sơ linh lao vào nó sẽ là một áp lực rất lớn dành cho các carry cực kỳ mỏng manh yếu đuối của Brion, như là Azir hay là cả Saiya nữa. Chỉ có một người có khả năng ngăn con Cassadin này nhảy thôi. Đó là chiêu cuối tối hậu thư của Morgan. Nhưng thực sự thì ván này không phải là một ván đấu mà Morgan nhận được nhiều tài nguyên và anh ta xanh sao chết tướng Kermil. Đồng đội vẫn đang muốn tạo điều kiện dành cho bản thân của Zeka để anh ta có thể tăng tiến sức mạnh. Còn Brion thì đang muốn làm mọi cách để có thể phá vỡ thế cân bằng tại thời điểm này. Và họ đang muốn tấn công lên tốc biến đi, anh ta rất trâu. Và đó là pha mà Morgan không quyết định đua E2 sang bên phía bên kia bờ tường, vì anh ta biết rằng lúc này đã là quá với. Thậm chí tình huống tấn công vừa rồi của Brion cũng chỉ dừng lại ở một pha đổi phép hỗ trợ tốc biến giữa Clit cùng với Edford mà thôi. Và mũ phù thủy đã có trên người của Zeka. Con Cassadin này nó thực sự quái vật rồi. Một ván đấu mà Hagolive đánh rất đúng điều kiện thắng của mình so với cánh Cassadin của Zeka. Và chúng ta chuẩn bị được chứng kiến một Cassadin cấp độ 18 với 5 món trang bị lớn. Nó sẽ thể hiện sức mạnh khủng khiếp của mình như thế nào? Tôi đang nghĩ tới một con Cassadin full đồ lại còn có linh hồn dòng đất với 4 stack dòng đất nữa thì chắc là anh ta bất tử mất, chết kiểu gì được nhỉ? Zeka rất mạnh ở thời điểm hiện tại và lượng sát thương phép thuật của anh ta. Tôi đang rất là tò mò xem anh ta đang sở hữu bao nhiêu AP với một con Cassadin cấp độ 18 và full 650 AP với cái sát thương hiện tại mà Zeka sở hữu. Anh ta cũng rất trâu nha, 3 con dòng đất bổ sung thêm 1% kháng phép và giáp là tương đối lớn. Đây là tình huống mà Zeka bắt đầu tạt bên phía cánh trái. Tối hậu thư không giữ chân được anh ta lại. Từng người lên bảng, đầu tiên là Edford phát tốc biến lên tung trục cuối cực kỳ đẹp đến từ Kingen. Và Zeka bắt đầu vét hết. Anh ta bị làm choáng nhưng đó cũng làm choáng không có áp lực nào đến từ MT cả. Cánh còn lại thì Karis và MT đang cố gắng rút lui vào trong nhà chính của mình. Còn phía sau, người kẹt lại là Morgan. Quá đơn thương độc mã. Morgan chắc chắn sẽ phải lên bảng mà thôi. Mạng có lẽ sẽ được nhường lại dành cho Zeka. Mạng thứ 7 dành cho Cassadin của người chơi đứng giữa bên phía Hang Wildlife. Và anh ta đang về nhà để sẵn sàng cho cú dịch chuyển nhằm kết thúc đi ván thi đấu này. Cú triple kill không chính thức dành cho Zeka và đó cũng sẽ là tín hiệu kết thúc ván đấu đến từ bên phía Hang Wildlife Spawn. Không còn bất cứ hy vọng nào dành cho Brion ở trong ván đấu này nữa khi họ không thể kiểm soát được con Cassadin của Zeka. Anh ta tăng tiến sức mạnh, anh ta phám cân với Azir đứng giữa của Karis. Rồi sau đó thì anh ta có liên tục tính mạng hạ gục. Đang là 805 Legendary dành cho Zeka. Tiếp tục bằng vào một cú double kill. Nó sẽ là triple kill dành cho Zeka với cú chiêu cuối của mình. Và quá khó khăn dành cho Brion. Họ hoàn toàn bị hủy diệt bởi Hang Wildlife Spot ở trong cặp trận này. Thậm chí là đang đai thẳng vào trong bể đá cổ để có được cho mình cú quan đăng kill không chính thức hay chăng không. Đóng hai cái đồng hồ để kết thúc ván đấu từ bên phía của Hang Wildlife Spot mà thôi.